Xin chào các bạn và các anh chị, trong video này mình sẽ quay cái cảnh đẹp cái tòa nhà bưu điện thành phố, bưu điện trung tâm Sài Gòn. Thì đây là một cái công trình kiến trúc cổ có từ hồi Pháp và người ta xây dựng từ khoảng năm 1886 và hoàn thành năm 1891, tức là cũng là hơn 100 năm. Thì công trình này là nằm kế bên cái nhà thờ Đức Bà và là một trong những cái điểm tham quan rất là nổi tiếng khi khách du lịch tới tham quan ở thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt là những người khách từ xa hoặc là người nước ngoài tới là rất là nhiều. Thì công trình tòa nhà bưu điện này mang kiến trúc là châu Âu và một nửa kiến trúc gọi là Á Đông. Trên mái là lợp ngói và có những cái họa tiết hoa văn rất là đẹp. Thì mình sẽ đi vào bên trong để mình quay cho các bạn chị xem. Đây, công trình này rất là nhìn rất là cổ kính và đồ sộ. Thì hiện nay công trình bưu điện, tòa nhà bưu điện trung tâm Sài Gòn, bưu điện thành phố Hồ Chí Minh này chỉ phục vụ cho du lịch và không còn các dịch vụ bưu chính như là gọi điện hay là ở đây thì có cái dịch vụ mà gửi hàng, nhưng mà chủ yếu là phục vụ du lịch. Cho nên là trước đây á thì khoảng đây 20 năm thì vẫn còn cái dịch vụ gọi điện thoại đường dài, nhưng mà hiện tại là vì công nghệ, vì điện thoại di động phát triển cho nên hiện tại là không còn cái dịch vụ gọi điện ở đây. Mình sẽ vào bên trong mình quay cho các bạn chị xem. Vì là phục vụ du lịch cho nên là người ta sẽ thiết kế lại và rất là nhiều cái quầy kiosk. Cửa sắt. Gian bên trái và gian bên phải là những cái kiosk bán hàng lưu niệm. Đây là những cái bốt điện thoại cũ. Những cái kiosk điện thoại này thì không còn dùng nữa. Thì trước đây nếu mà mình muốn gọi điện thoại đường dài hay điện thoại trong thành phố thì mình tới đây mình gọi điện và trả tiền. Hiện tại thì dịch vụ đã không còn nữa. Này là thiết kế một cái tầng nhà. Điểm đặc biệt ở công trình là có một cái phía bên hông là có một cái bản đồ, các bạn thấy trên cái vòng cung bản đồ của khu vực gọi là miền Nam Việt Nam, cũng có đồng bằng sông Cửu Long rồi thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bên bên đây là bản đồ của thành phố Hồ Chí Minh, của Sài Gòn xưa đó. Thì những ngày bình thường thì có một cái ông bác tên ông Nguyễn Văn Ngộ, ông là hơn 80 tuổi và ông ngồi động viết thư tay. Ông viết thư tay, ai nhờ ông viết, vì tiếng Anh tiếng Pháp ông sẽ viết và gọi là người viết thư thuê. Hôm nay ông không có mặt ở đây. Bên trong mình nhìn ra
Coi thử cái bó điện thoại này còn mở cửa được hay không. À, còn mở cửa được nè các bạn. Xưa là có cái điện thoại ở đây và mình ngồi vào đây mình nói chuyện điện thoại. Thì hiện tại là ở đây vẫn còn nhận chuyển phát nhanh, chuyển phát thư và hàng hóa. À, các bạn anh chị thấy là cái cửa sắt này cũng là gọi là từ thời nguyên thủy, từ hồi xây dựng đến bây giờ và rất là chắc chắn. Những cái họa tiết hoa văn bên trong. Đây nằm kế bên tòa nhà của nhà là nhà thờ Đức Bà. Và hàng ngày thì rất là nhiều các bạn sinh viên hay là những người khách du lịch tới chụp hình rất là nhiều. Vậy là mình đã đi vào quay phim và trong cái tòa nhà bưu điện của thành phố, bưu điện trung tâm Sài Gòn. Mình xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn và các anh chị ở video sau. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video này.